18 nha. Kế bè kế bè tại gốc là chị nói 18. 18 có nghĩa là 180.000 một ký nha anh em. Bè nhỏ 14. 14.000 một ký anh em. Con 2 ký bè là có nghĩa con này 400.000. Bốn trăm ngàn con đó. Này ký hai. Trăm bảy, 165.000, 168. Bốn trăm mười bốn ngàn đó đâu? 414.000 lấy hả? 415.000 cả đó luôn. Con này 400, con cái bè hồi nãy của ảnh là 414.000. Có 4.000 lẻ rồi, rồi. Y bài. Chị này mua được con cái mập nè. Bò. Cái bò rồi cái mập nữa. Chị này mua được con cái mập nè. Quay cận cảnh em cá mập cho mọi người xem. Này cá liệt ha. Mớ cá liệt nè. Bạn nào thích nấu hành ngò, niêm hành ngò thì lấy mớ cá liệt này về nấu. Này cá mập anh em. Cá mập này review món gì cho ngon anh em. Bữa nào mình mua con mình review cho anh em xem. Đấy. Cá mập xém. Gọi là xe thồ đấy. Này nè, có một chị xe thồ chạy vô nữa nè. Nãy giờ rất nhiều chiếc xe thồ đã chạy đi rồi, còn những chiếc xe thồ này là mới vào. Đây cũng là một chiếc xe thồ nữa nè anh em. Này cá róc, cá róc quá tươi luôn nè. Chị nào mua được mớ cá róc này lên chợ bán chắc là rất là chạy đây. Đây toàn bộ tất cả anh em bữa nay mình quay đề tài của những chiếc xe thồ. Thì những chiếc xe thồ của mình nói đây không phải là những chiếc xe thồ hàng, mà là những chiếc xe gọi là lưng chuyển cá từ những cái nơi trung tâm của chợ cá, đầu mối của những cái người mà đánh bắt ở vùng biển. Thì những anh chị xe này ở Việt Nam gọi là xe thồ, mà đặc biệt ở vùng biển thì gọi những chiếc xe mua cá ở những cái vùng cá sĩ lên những cái phiên chợ xe biển khoảng tầm 10-20 cây để họ bán lại kiếm lời. Thì ở mình gọi là xe thồ, mà không biết ở Mỹ gọi là xe gì. Đấy. Sáng nay thì cá dưa gan nè, cá bò và cá dưa gan màu rất là đẹp. Này có cá thu nữa. Này có cá thu nữa anh em ơi. Live stream. Hồi nè, có một chiếc xe rất là xịn sò luôn, nhưng mà chở rất là nhiều cá luôn nè. Đấy, cá xịn không à? Cá xịn không à? Wow. Wow, hố dần gì con quá bự luôn. Quá đẹp. Đấy nè anh em. Bông cái bò, cái dưa gan đủ loại. Lại đây mình quay gian hàng cá xịn sò nhất của cái phiên chợ buổi sáng, cái nơi mà thu gom thủy hải sản vào buổi sáng cho anh em xem. Những chiếc xe thồ này tất cả những chiếc xe thồ ở đằng này thì họ mua những cái, nói chung là những cái con cá mà đại loại là một số cá cũng có giá trị, một số cá cũng gọi là bình dân, để họ lên những cái phiên chợ cách đây khoảng tầm 10 đến 15 2 30 cây số thì họ bán lại. Họ mua những cái con cá gọi là giá trị cũng thường để dở mua bán.
Còn ngay chỗ cái khu vực của mình đứng đây là cái gọi là những anh chị mà thu gom lại ha, thu gom lại và đỡ bán cho những cái người mà gọi là yêu chuộng hải sản á, yêu chuộng hải sản đỡ. Cá đó cá gì đó chị? Bò, bò. Đó. Cái bò nè anh em, cái bò nó không có mấy cái sọc sọc nhưng cái dưa gan. Đấy. Bò con 2 kg, 3 kg. Đây cái chù. À. Mình quay những cái tập phim series xe thô và chợ sớm cho nên là sẽ gặp và cộng tác với những anh chị này thường xuyên. Nè như cái bắp biển á anh Tâm. Bắp biển nè anh em. À, chúng ta thường đi ăn hải sản, chúng ta ăn cái bắp nuôi. Nhưng mà ở đây là mình quay 2 cái bắp biển. Anh em thấy con cá bắp biển cái màu sắc nó rất là khác so với con cá bắp nuôi ha. Cá bắp nuôi cái mình nó trắng mà nó theo kiểu nó lén ở cái khu vực này rồi nó có 1-2 cái vàng. Cá bắp biển thì nhìn nó ngầu hơn. Đây. Cá sơn thóc nè. Bà dê nè. Này là hấp giấy bạc, cuốn hành, IC. Đấy, cái chẽm, cái cầu nè anh em. Cái dược người ta. Dược à? Cái dược à? Sọc nanh. Cái chang. Cái này là cái sọc nanh anh em. Này cái chang. Bản thân mình ở biển nhưng mà nói chung mình mấy con kế này nó giống nhau thôi. Không rành hết luôn. Mật lá, cái hố nè, hố vàng kỳ nè anh em. Này mật lá nè, đấy, mật lá tươi mới đánh bắt lên luôn, còn nhảy nha. Đấy, còn nhảy. Đấy, còn nhảy luôn nha anh em. Còn nhảy luôn. Đấy bây giờ một nguyên một cái biệt đội xe thô. Bữa nay mình đón ở cái khu vực cảng cá này bởi vì ở dưới kia là có một cảng cá lớn nhưng mà bữa nay là trời động này rất là sầm. Cho nên là ghe tàu vô cảng cá lớn là chắc chắn là không có rồi, chỉ có những cái người đánh bắt nhỏ thì họ sẽ có cái lượng cá. Cho nên là mình không phải xuống cảng lớn. Ở cái khu vực cảng này là mình sẽ tìm ra những cái loại cá tươi hơn ở dưới cảng lớn ngày hôm nay. Đấy. Biệt đội xe thô anh em. Biết là những cái bang Cali hay là Boston hay là Ohio là có cái ngờ này không ha? Đấy. Quay lên màn. Đó, bây giờ hành trình của những chiếc xe thô bắt đầu đi lên chợ anh em. Một số người mua được hải sản ké vào buổi sáng sớm thì họ tranh thủ lên chợ họ bán. Một số người mua chưa được ké ưng ý thì họ đi về. Chợ hải sản này thì họp vào tầm 4 giờ sáng đến 6-7 giờ sáng. 6 giờ sáng bắt đầu tan lần. Tan lần đến 7 giờ sáng là tan hẳn. Nhưng mà ở những cái khu vực cảng dưới kia, cảng chính á, thì những cái ghe lưới 2 họ vô rai rai, những cái gọi là ghe lưới cước mà đánh ké gần bờ anh em. Họ vô rai thì xe thồ vẫn luôn là chụp sẵn. Đó. Việt Nam này có nhiều loại xe lắm. Xe ôm nè, xe thồ nè. Bên kia nè, bên kia cũng có một cái gian hàng hải sản. Đấy, bên đó vẫn có một cái gian hàng hải sản luôn. Bên này có cá dìa. Này có cá dìa, cá căng nữa nè. Cái hố
toàn là gọi là cá xịn sò không anh em. Cá này là cá gọi là cá ăn chơi với cá ăn nhậu không á, ăn no luôn. Cá cá ẩu nữa kìa. Đây, gian chợ bắt đầu tan dần trong cái sự đờ ba của những chiếc xe thô. Đấy, phiên chợ là cặp với là bờ sông và phía dưới kia là cửa biển. Còn những chiếc ghe mà đây, toàn bộ khu này là những chiếc xe thô hết. Đấy, có người thì ra đây mua ấy, có người thì ra đây mua gì bán mua giờ ăn. Cá hố nè, cá hố nè, đó cá hố vàng dây nha, hố vàng dây rất là tươi. Hố này của những cái chiếc mành nhỏ anh em, mành nhỏ cỡ tầm này nè, đó neo neo xếp bờ trong mấy chiếc lưới rút á này ha. Những cái mô hình buôn bán như thế này thì ở những cái người dân ở vùng gần biển thì rất là nhiều ở Việt Nam ha. Không biết ở những cái tiểu bang khác ở Mỹ thì có cái mô hình mua bán này không. Đây, ở những cái thùng nhựa nè, họ cắt cái miệng thùng ra, buộc những sợi dây này vô trong một cái đòn của chiếc xe rồi muối rộng nước á, muối rộng nước ké ở trong này cho nó tươi, rồi đem những cái lên những cái phiên chợ mà cách cái bến bãi này khoảng tầm mười mấy 20 cây số, họ bán lấy lời ha. Cá lá nè, cá lá nè, cá nhồng nè, cá hố vàng dây nè. Chưa đâu quay đi đủ chỗ hết mà. Cá nhồng nè, có đâu, đang bán đất, đang quảng bá mà. Đó, tăng lên phát là bán chạy. Mình là cũng là dân chợ cho nên là mấy chị xe thô này là quen mình hết. Chị 7XX7 nè, đó. Đồ 7XX7 bắt của những cái con cá này là mấy chiếc ghe ấy nhỏ này nè em. Có một chiếc ghe giặt lưới ở đằng xe gần chiếc lưới rút kia. Đấy, mấy chiếc ghe nhỏ này là đánh bắt các cái loại cá mà mình vừa quay. Đây, cái hố này gọi là hố lãi anh em, con nó như ngón tay nè, nó hố lãi. Cái ngờ rất là nhỏ ha. Ở đây cũng còn một chiếc xe thô còn vương vấn gì đây mà chưa đờ ba đi lên chợ nè. Này cá bò rất là nhiều, biết cái lưới gì đánh cá bò đây, nhưng mà cá bò rất là nhiều anh em. Cái bò còn 2 kg, 2 kg mấy không à. Đây bên này còn một con cá thu thiệt bự như là mấy con cá hố dần di. Cá ngon không à. Xe thì xấu mà chở đâu, chở cá xịn không à. Qua bên chiếc xe thô bên này nữa, thử chị này ba mua sáng ra mua được gì. Này cũng cá bò, rồi cá ồ. Sáng nay chợ sáng nay cá bò rất là nhiều anh em, bò với cá thu. Phía bên này chị này mua được con cá mập nè, bò rồi cá mập nữa, chị này mua được con cá mập nè. Quay cận cảnh em cá mập cho mọi người xem. Này cá liệt ha, mớ cá liệt nè, bạn nào thích nấu hành ngò, niêm hành ngò thì lấy mớ cá liệt này về nấu. Này cá mập anh em, cá mập này review món gì cho ngon anh em. Bữa nào mình mua ăn con mình review cho anh em xem. Đấy, cá mập xám vàng vàng, con này chắc tầm 4 kg. Nhìn ở trên camera vậy ở ngoài nó cũng ự lắm anh em. Từ cái khay này mà qua cái đầu nó cùng cái khay.
con này tầm 4 kg đổ lại. Cái bò nữa nè, chờ sáng nay cái bò nhiều. Ở đây thì mấy chiếc xe này thì hình như là mua không có được cá nên là vẫn còn ở đây. Ở kia thì một số anh chị ở đằng kia là mua sỉ lại, sáng họ gom sỉ lại, họ về họ phân bổ cho những cái chiếc xe thồ gọi là kiểu như thế này nè. Ok anh em, mình sẽ quay cái series rất là dài, những cái tập phim về cái xe thồ, và có thể là những tập phim sau mình sẽ theo chân những anh chị xe thồ này lên tại cái phiên chợ để quay cảnh họ mua bán ở những cái phiên chợ đó luôn cho quý anh chị cô bác mình xem. Bây giờ xe của mình đang neo ở đây, mình sẽ quay nhiều và đi một cái cuộc hành trình khác. Hẹn gặp anh em ở những cái thước phim tiếp theo. Xin chào. Đây anh em, có một chiếc ghe mành đang ra, mọi người chạy ra nè, mọi người chạy ra rất là nhanh để tranh, gọi là những cái xe thồ là mua cá này nè anh em. Mọi người tranh thủ chạy ra rất là nhanh để mua cá nè. Cá mấy anh bơ, cá mấy anh đánh bắt mang vào ấy. Đấy, cái mấy anh đánh mấy chiếc kia đánh bắt mang vào rồi mấy anh chị em này để mua. Theo kiểu mình mua cá xe thồ là mua như vậy anh em. Kia đánh bắt họ mang vào một thúng nó khoảng tầm vài chục ký, có khi là vài trăm ký. Rồi mình tới mình xem phù hợp mình mua nha anh em. Đấy, này là mua tại gốc luôn á, giờ mình lại xét bên mình coi cái cảnh họ trẻ giá luôn cho anh em xem. Cái bè 2.3 kg, cái bè 2.3 kg anh em ơi. Con còn cái bè ở đằng kia nữa. Hai cái bè. Bè này bè câu hay là đánh bành à? Câu. Câu. Giỏi. Hai chị ơi. Cái bè tại góc là chị nói 18. 18 có nghĩa là 180.000 một ký nha anh em. Chị nhỏ 14. 140.000 một ký anh em. Con 2.3 kg là có nghĩa con này 400.000. Con đó. Này, cái hai. 165.000, 168. Con này 400, con cái bè hồi nãy của ảnh là 414.000. Có 4.000 lẻ rồi, rồi. Y bài. Đây mấy cái bè chim vàng là nhỏ. Bè nhỏ anh em. Này nãy là cái mấy cái của mấy ảnh câu nè, còn đây là cái đánh bành.
em thấy chợ cá ở quê buổi sáng rất là vui ha. Rất là vui, rất là nhộn nhịp. Chị kia mua được một con cá bè lớn với là hai con cá bè nhỏ. Giờ chị đem vào trong cái gian hàng hải sản của chị. Chợ sáng ở quê rất là yên bình, rất đẹp. Xin chào và tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở một cuốn phim tiếp theo về chợ quê và xe thồ.